vẫn vẹn nguyên những cảm xúc tự hào, hạnh phúc như những ngày đầu trở thành công dân của thành phố. Ông Trương Đăng Thiết, phường Thuận An, thành phố Huế luôn dành nhiều tâm huyết dõi theo từng bước phát triển của quê hương. Sau khi phường Thuận An sáp nhập vào thành phố, ông Thiết càng thấy phấn khởi hơn khi chứng kiến thành phố đi lên trong từng bước chuyển mình ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ ngày mà sáp nhập được vào thành phố thì cái tư tưởng của bà con thì phấn chấn hơn, mọi vấn đề cái sự thay đổi điện đường là đều hoàn toàn là thay đổi. Ngoài biển thì lúc này là sạch sẽ, khang trang, đường xã cũng như vậy. Có là bữa nay là đoàn gọi là công trình cũng công họ mới trường đó, là một hà về làm vệ sinh đường xã đều đặn, do đó dân hoàn luôn luôn phấn khởi. Với hơn 12 km bãi biển, bãi tắm phường Thuận An được thành phố chủ trọng khai thác để trở thành bãi tắm hấp dẫn du khách, tạo cơ hội cho người dân hưởng lợi từ các dịch vụ. Bên cạnh đó, nguồn lực của tỉnh cũng ưu tiên đầu tư nhiều dự án như cầu vượt biển Thuận An, cảng cá Thuận An, tạo bước đệm cho địa phương hoàn thiện và phát triển. Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thành phố dành nguồn lực thích đáng để đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các phường xã mới sáp nhập. Trong đó, ba vấn đề được thành phố tập trung là hệ thống điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các địa bàn. Những thay đổi này được người dân ủng hộ và đánh giá cao. Đời sống của bà con cũng như liên quan đến an sinh xã hội của bà con tổ dân phố Minh Hải đã vượt bậc và đi lên một cách rất rõ ràng, đặc biệt là được sự quan tâm của thành phố là về vệ sinh môi trường cũng như điện đường trường trạm đã được thành phố quan tâm cho bà con tổ dân phố Minh Hải nói chung cũng như phường Thuận An nói riêng. Thì bản thân của tôi cảm thấy là rất tự hào khi mà được sáp nhập vào thành phố. Khi vào sáp nhập thì bệnh Covid vẫn là đang còn, nhưng mà đến khi vào tháng 3, tháng 4 thì tình hình các bạn có vẻ rất ổn định. Thì trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường Thuận An, ủy ban thành phố đã cũng đã tổ chức festival Thuận An biển gọi và đã thu hút một lượng lớn rất là lớn du khách trên địa bàn, trong tỉnh cũng như ngược tỉnh đến. Và đây là một cơ sở để cho bà con kinh doanh các dịch vụ ăn uống trên địa bàn bãi tắm, cũng đã có thu nhập khá ổn định. Về Hương Phong, thời gian gần đây không khó để cảm nhận được sự khởi sắc đi lên, phản ảnh qua nhịp sống thường ngày của người dân. Với đặc thù kinh tế xã hội chủ yếu là nông ngư nghiệp và du lịch dịch vụ, trong những năm qua, người dân địa phương cũng đã ý thức hơn về trách nhiệm đóng góp và xây dựng để thành phố tiếp tục phát triển. Hiện thành phố cũng đang tập trung vào khai thác, phát triển du lịch, hình thành sản phẩm du lịch kết hợp giữa biển và đầm phá tại Hải Dương, Thuận An, Hương Phong, xây dựng tour rủ giá Côn Tè kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nay cũng là các tuyến đường mà ổ gà, ổ vịt thì hiện nay là cũng đang sửa chữa, cho nên là về cái giao thông, về cái ánh sáng, về cái người nhận thức, về cái chuyển đổi các cái khoảng mà sinh hoạt vừa cộng đồng thì nhà văn hóa thì là cũng khang trang hơn trước. Không riêng gì bản thân tôi mà tất cả mọi người dân mà khi thấy cơ sở hạ tầng ngày càng như vậy là đổi mới ngày càng chỉnh trang thì đó là một điều rất là đáng mừng. Sắp tới thì cũng có cái các cấp các ngành cũng đang quan tâm ở một điểm là đang cũng nâng tầm các cái du lịch sinh thái như rủ chá để mà phát triển thêm, để góp phần với cái đầu tư hạ tầng cũng như là góp phần để thu hút khách, để có cái phát triển cái du lịch sinh thái, để có cái nguồn thu thêm cho địa phương. Cái thứ hai nữa thì cũng tiếp tục đầu tư các cái giao thông nông thôn cũng như là các cái hạ tầng cơ sở khác liên quan để phục vụ cho phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, 19 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 69,5 tỷ đồng về hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, cơ sở vật chất, trường học cho 13 xã phường mới sáp nhập đã được triển khai thực hiện. Dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ có thêm 850 tỷ đồng tiếp tục đầu tư các dự án trên địa bàn các xã phường mới sáp nhập theo nhu cầu thực tế của địa phương và định hướng của thành phố. Cái việc mở rộng địa giới thành phố thì đã dẫn đến một thành phố có thêm rất nhiều các cái diện tích đất nông nghiệp.
và ở đó thì có rất nhiều cái công ăn việc làm cũng như các cái sản phẩm nông nghiệp hình thành mà cần phải khai thác. Thì thành phố cũng đã có những cái chỉ đạo để xây dựng các đề án phát triển nông nghiệp, phát triển các cái khu vực dịch vụ rủ chá, rồi con tè, vân vân, rồi khu vực của biển Thuận An, tất cả các nơi để chúng ta khơi thông và kết nối được phục vụ cho phát triển kinh tế trong cái thời gian tới. Tôi cho rằng thì đó là những cái việc mà đang tập trung trọng điểm nhất. Và bên cạnh đó thì thành phố cũng quan tâm đến cái việc là chúng ta xây dựng và phát huy các cái giá trị văn hóa Huế. Thì hiện nay thì trong tháng 7 này thì thành phố sẽ hoàn chỉnh xong toàn bộ cái tài liệu liên quan đến phát triển các cái giá trị văn hóa cũng như giáo dục của thành phố, thì từ đó sẽ có một triển khai đồng bộ cho các địa phương và chúng ta sẽ triển khai dần trong các năm tiếp theo. Trong tầm vóc mới, thành phố có thêm những nguồn lực mới cần được phát huy, đó là kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp và những hình thái kinh tế mới cần được khai thác hiệu quả sau khi mở rộng. Vẫn còn đó những khó khăn, thách thức đặt ra cho chính quyền và người dân thành phố, nhưng đồng thời cũng mang lại những cơ hội to lớn cho sự bảo tồn các giá trị di sản, phát triển kinh tế xã hội. Đây là tiền đề để Huế thực sự là đô thị động lực trung tâm, hạt nhân của đô thị di sản Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương trong tương lai, gắn kết với lợi ích thiết thực của nhân dân trên địa bàn.